Hello anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nhá. Sau nhiều ngày nhiều tháng chờ đợi thì hôm nay đã có chap mới, chap 931 với cái tiêu đề là số 3 mặt nạ. Trang bìa là trang được theo yêu cầu của fan, đó là cảnh Nami đang tắm cùng với một đàn ếch và cơn mưa là do con rớt tạo ra. Cảnh đầu tiên, Sanji mở ra hộp chứa số 3 của mình với cái tên là Janchut và quá trình biến hình bắt đầu. Cảnh biến hình thì khá là đẹp, Sanji thì bỏ bộ kimono bánh mì ra và khỏa thân biến hình trong hiệu ứng nước. Nói chung là cảnh biến hình đặc trưng của Zerma. Bộ giáp số 3 của đội quân ác quỷ Zerma 66 có tên là Janchut, nhưng mà Sanji nhà chúng ta không muốn dùng cái tên đó, nên cậu đổi nó thành số 3 mặt nạ. Lúc này thì No cũng phụ họa đầy tính khoa học và say sưa kể rằng, Sanji hỏi rằng sao anh biết rõ vậy, Lo trả lời rằng tôi cũng đến từ biển Bắc mà cậu. Bayon thì bị tấn công bởi một lực vô hình rất mạnh. Fanky bất ngờ sao mạnh vậy. No diễn giải rằng với bộ giáp này giúp người sử dụng có thể tàng hình và trở lên trong suốt trong môi trường. Sanji nghĩ trong đầu rằng oái âm làm sao, ước mơ của mình trở thành hiện thực rồi. Khi mà cái thứ vũ khí công nghệ kia có thể tàng hình đúng như ước mơ của cậu, đó chính là vào nhà tắm nữ. Ý chết lộn, Sanji thì dùng nó để bảo vệ bạn bè của mình. Có điều rằng Bayon cũng là một kẻ sở hữu doan cổ đại, nên màn đọ sức vẫn chưa nghiêng về Sanji cho lắm. Sanji bị hất bay thẳng lên trên đống đổ lát. Sanji cũng hơi ê ẩm một chút đấy, nhưng nhờ vào bộ giáp mà ta cũng chẳng hề hán gì cả. Bayon có phần hơi lơ đãng và mất cảnh giác khi nghĩ rằng Sanji đã bị đánh bại. Tuy nhiên ngay lúc này hắn đã bị Sanji giáng thẳng một đòn mạnh từ trên cao bổ xuống. Chuyển cảnh là đến chỗ của Robin. Trong lúc này thì Robin đang tìm phiến đá Polis ở lâu đài của tên Orochi. Thì Robin bị đội quân Linza dưới tướng của Orochi phát hiện. Kẻ đứng đầu của bọn này đó chính là tên Fukuzuki và Robin đã bị bắt. Chuyển cảnh đến Kuji, Chopper, Momonosuke, Kiku, Tama phát hiện ra một người phụ nữ khổng lồ ở ngoài biển. Chopper nhận ra mụ ta chính là Big Mom và bà ta miệng dày nói tôi là ai, và khiến Chopper vô cùng sốc. Hình như trong đoạn này thì Big Mom đã bị mất trí nhớ rồi anh em ạ. Liệu rằng trong đoạn này chúng ta có thể nghĩ ra một cảnh tượng Tama cho Big Mom ăn kẹo thuốc phục, hoặc là Chopper dùng thuốc để cho Big Mom về phe của mình hay không? Cuối cùng thì đến đây là hết chap 931 rồi. Tuần sau thì vẫn có chap mới nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Bye bye.